Rồi, Toàn mến chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99 ha. Thì lời đầu tiên trong video, Toàn xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở cái vườn mai vàng của anh Út Thái. Thì ở đây thì anh Út Thái anh cũng trồng cũng 4 năm công mai sử rễ nha các bạn. Ở đây thì Toàn quay cái video đầu tiên tổng hợp là cho biết cái địa chỉ và cái số điện thoại của anh Út Thái, để sau này anh Út có ảnh có sức cái lô mai nào đó thì các bạn liên hệ với anh Út giùm mình ha. Thì mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì phía trước nhà anh Út thì cũng có 4 5 cây mai, thì thấy là cây nào cây nấy thì tàn cũng rất là quýt nha các bạn. Thì nói chung là đẹp á, là cây nào cái nấy thì chi cành rất là đều ha. Đây là các bạn, để mình cho các bạn xem cây này trước ha. Cây này hồi nãy mình hỏi anh Út là cái hoành của nó là tầm khoảng 6 mấy cho đến 70 nha các bạn. Đây nè, thì đế thì nó đều 4 mặt luôn nè các bạn ơi. Đó, rồi chi cành rất là đều nè, chi cành nó đều từ dưới gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Mình cũng nghe nói anh Út nói cây này là như là 30 mấy 40 năm rồi, thì nó bằng cái cây mai sù của nhà mình ha. Thì cái video đầu tiên này mình làm cái video tổng hợp là để cho các bạn nào yêu thích mai vàng á, mai sử rễ á, thì liên hệ với anh Út Thái ha. Thì anh Út Thái này cũng là rễ của ông con rễ của cậu Ba Đàm ha. Thì ở đây thì địa chỉ và cái số điện thoại Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh để các bạn liên hệ với anh Út ha. Thì mấy cây phía trước này là anh Út ảnh để chơi nha các bạn. Còn phía xa nhà anh Út tầm khoảng 3 công cho đến 3 công mấy mai đang trồng và cũng là cũng có mai lứa luôn. Ở phía trước này cũng có vài cây mai đẹp đẹp nè, Toàn quay trước cho các bạn xem ha. Tí nữa Toàn sẽ dẫn các bạn đi ra phía sau. Ở phía sau nhà anh Út thì cũng có rất là nhiều mai lứa và mai con sứ rễ cũng rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì anh Út ảnh chưa có sức mấy cái lô đó ha. Khi nào có sức lô nào thì mình sẽ quay để cho các bạn nào yêu thích thì mua về trồng ha. Trong đây có cây xài nó lên nè, lúc cây xài nè, cái gốc này nó cái giống xù á ha nó. Ừ, xù á. Dạ, nó xù luôn nè. Dạ. Em đang thấy cái đế này như đế quái như nè, như nó uống éo nè, đủ lên trên luôn á. Dạ. Thì cây này nó xù lên tới trên luôn nha các bạn, thì chi cành nó cũng đều nè, đó. Nó đều từ gốc lên tới ngọn luôn nha các bạn. Ở phía trước này mình cũng được 4 5 cây ha Nút. Ờ, bên đây là mai sữa gãy, đây nè, đây nè. Dạ. Đây bự quá của em mà anh sữa gãy em. Sữa. Dạ. Mà... Đây. Cây này em cũng thấy nó muốn lên xù luôn rồi nè. Nè. Cây này cái hoành chắc có 4 3 4. Dạ, có 4 mấy á. Xù nè, mấy chỗ này là cái vết xù của nó nè. Rồi mình sẽ dẫn các bạn đi qua xem cái cây mai xuống phôi của anh Út ha. Đây. Cái cây này mình xuống phôi lâu chưa Út? Mới xuống cỡ 4 ngày nay rồi. À. Thấy cái hoành thân của nó quá khủng. Cái này có 70 ha anh. Cây này anh thấy nó cũng nó dậy xù lên luôn kìa. Ha. Cái nó dậy mấy cái đốm đốm này là chuẩn bị xù á.
rồi mình ra sau hè luôn đi anh Út. Mình đi mới đi đường nào. Rồi Toàn sẽ dẫn các bạn đi sau phía sau ha. Dạ. Dạ được rồi bác. Mới lại bác ơi. Dạ. Rồi, đây là cái vườn mai sử gửi phía sau của nhà Nút Thái nha các bạn. Đây là sử mới nước nè, cứ anh gửi đó. Dạ. Còn này là hai nước, bên đây là hai nước, đắp luôn hai nước. Bên đây là hai nước ha, bên đây là mai sử gửi hai nước. Mưa mấy ngày qua mà nước nó ngập quá ngập. Dạ. Vậy là phía sau đó anh tính lên clip là trồng mai sử gửi luôn đấy ha. Cái cây này bao nhiêu tháng tuổi rồi anh Út? Chắc cỡ 7, 6 tháng rồi. Dạ. Để em cho mọi người xem cái đế của nó ha. Dạ. Cái này nếu như một khọt của anh gỡ là thấy là im im không nha. Rồi bên đây nó đều nè. Con cầu nó đều bốn mặt lại mà ha nó. Sáu, tám. Cây này cũng tám gồng rễ nè đúng. Tám gồng rễ mà đều bốn mặt luôn nè. Rồi để em liếc lại đi. Cho mọi người coi xương xương này. Ở đâu chưa sửa nè. Cái này là chưa cái sữa nước này. Có cái đã quá. Cái này là mới con nước một mà gì đây ha anh Út. Đây nè các bạn, mai của anh Út Thái mà mới sửa con nước một mà nó đạt được 2 4 6 8 10. Mới có một nước một mà tới 10 cộng rễ cái luôn nha các bạn. Nó đều bốn mặt luôn nè. Cái này nữa mình đậy gom cho nó mát gốc anh Út. Đây. Cái này là một nước một là tầm khoảng bao nhiêu cây Nút? Đúng rồi, còn cỡ 50 cây nữa. Dạ. 60 cây nữa. Còn 60 cây nữa ha. Đây nè các bạn. Đó, thì mới con nước một thì 2 4 6 7. Đi con nước một mà 7 đến 10 công rễ nha các bạn. Đây. Bên đây cũng vậy luôn nè các bạn. Đây, bên đây cũng được rồi. 2 4 6 8 9. Nó tới 9 cộng nha các bạn. Tới 9 cộng cái nha. Đó, 9 cộng thì nó đều bốn mặt luôn nè các bạn. Không, ướt không sao đâu. Ướt hồi vô chùi lại mà. Đó. Cái này là chỉ là có một nước một thôi nha các bạn. Đá nè, 2 4 6. Cái này mới có một nước một mà 6 tới 6 cộng nè các bạn. 6 cộng cái này mình cũng như là mình hao hảo nó tầm khoảng 8 cm. Cỡ tăng kia cái này gấp 6 cm quá. Cỡ 6 cm nha các bạn. Đây thì 2 4 6 8 9 10. Đây là 10 cộng rễ nha các bạn, 10 cộng rễ cái là đều bốn mặt luôn nè, để Toàn quay cho các bạn xem ha. Đó. Thì cây này nó chi cành đầy đủ luôn nha các bạn. Thì nãy anh Út Thái anh nói nhiều tháng tuổi mình cũng quên, mình cũng hay quên lắm nha các bạn. Là 7 tháng tuổi ha. Đây là các bạn. Chỉ một nước một thôi. À, 2 nè, 4 6 8 10 11 cộng. Ở phía sau của anh Út thì mai sữa rễ nước 1 nước 2 rất là nhiều nha các bạn. Thì hôm nay Toàn làm một cái clip này tổng hợp và Toàn sẽ đăng cái số điện thoại và cái địa chỉ nhà của anh Út Thái cho các bạn biết để các bạn liên hệ với anh Út ha. Thì cũng có nhiều anh em thắc mắc mà nói sao quay mai mà không nói về giá cả.
Nhưng mà cái clip này Toàn chỉ làm tổng hợp là cho anh em biết cái địa chỉ nhà và cái số điện thoại của nước Thái để cho các bạn nào mua thì nó liên hệ và nói giá trực tiếp với anh nước Thái và mình ha, như họ là hỏi giá đó các bạn. Cái này hai nước rồi đó. À. Có tiếng rồi. Là cái này hai nước nè ha. 2 4 6 8. Này là hai nước đạt được 8 công rễ nha các bạn. Đó, hai nước đạt được 8 công rễ. Cái này mình xịt thuốc kiến được nè lúc. Kính mua hoài nè, mình mua cô đăng mình gãy nó. Hai nước đạt được 8 cộng rễ. Rồi các bạn ơi, tại vì mình xin lỗi các bạn, mình kết thúc clip ha, tại vì mưa quá rồi. Để tí xíu nữa trời tạnh mưa mình sẽ quay mấy cái cây mai bự ngoài kia. Thì mai bự ngoài kia đế bàn với đế nơm rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà hiện tại mưa quá Toàn sẽ không tiếp tục cái clip này, cũng mong các bạn thông cảm giùm Toàn ha. Toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì có quý cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích mai vàng á, thì sau này anh Út Thái anh có bán giao lưu á, thì mấy anh em thì liên hệ với anh Út ha. Thì cái số điện thoại của anh Út Thái với địa chỉ Toàn sẽ để bên dưới phần mô tả kênh, thì để cho quý cô chú anh chị và các bạn liên hệ với anh Út Thái giùm Toàn ha. Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì có mấy cô chú anh chị và các bạn nào có yêu thích video của Toàn á, thì hãy xem hết video cho Toàn xin một like và một đăng ký và nhớ chia sẻ ủng hộ tinh thần cho Toàn ha, để Toàn có động lực cho những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.